Nó phê là dương chụp vị bạch, nó có nông chỉ vật. Cứ nó phê là dương đăng dạng cho bác tha ốc và xạ môi nó dương ở đó sẽ ban đời khuôn ai. Nó phê là dương đăng tháp giật than là phiếp hề ranh và thổ được vị bạch hề ranh và thổ môi ni. Có nhóm mà nâng thảo đó sẽ ra thay dạng mạch. Nó phê là vị bạch nó có nông tùm nẹ tùm nông môi ni. Dương chụp và tê hai dương ở đăng thảo đó sẽ ra đời được việc mạch. Nó phê là miên cả rần này, này ca bắt đăng bắt đo mọc đo. Hai dương ở đăng thảo đó sẽ ra thay dạng mạch. Nó phê là dương đo phê là trâu bong lôi. Tộc căn sát tha ban na mui hay thua dương thọp aram khlang nẹt khla thọp đời sao ban bong lôi pê nu chỉ pê để dương tu squat tha pê để dương miền vị bát lúc nẹt bong pôn khiêm trang để dây tộc căn lúc nẹt bong pôn đại ru nô khnong sát tha nạp phê bạch cho bản chỉ pi xe ở nẹt đại cổ pông tu chụp vị bát pê khla pê để dương chụp vị bát nô khnong chỉ vật khiêm trang prap lúc nẹt bong pôn ở nẹt tu bây chỉ slan slau yàng na tu bây chỉ phật phây yàng na tu bây chỉ bò để phục mình chăng anh kênh của mình luộc bọ của mình là hơi co vị bát nô vị khmien tân na việt đại pê khla dương trâu nấu nghiêm hơi túc chất lơ phỏng tục oi phỏng chỉ nẹt để thôi cái cha chấm nuôi.